Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Năm 2020, cách tiếp cận COVID-19 của cựu Tổng thống Donald Trump phần nào khiến ông thất thế trong cuộc đua nước rút với ứng viên Joe Biden cho vị trí Tổng thống. Hiện nay, cuộc so găng mở màn của hai ứng viên trong chiến dịch tranh cử 2024 cũng đang xoáy vào vấn đề cấp bách của nước Mỹ, nguy cơ vỡ nợ. Tổng thống Biden đã gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào hôm 9 tháng 5 sau nhiều tuần từ chối đàm phán khi chính phủ liên bang gần đạt mức trần nợ công. Dù nói rằng đây là cuộc họp hiệu quả, ông Biden cho rằng các đề xuất của ông McCarthy sẽ làm tổn thương các gia đình Mỹ, khiến mọi người mất trợ cấp y tế và bị bỏ rơi. Đến nay, ông Biden vẫn chưa có được sự đồng thuận từ đa số Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Với Tổng thống đương nhiệm, các cảnh báo về hậu quả kinh tế tới công chúng có thể là công cụ khiến Đảng Cộng Hòa nhượng bộ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng được cho là sử dụng hết mọi từ ngữ có thể để nói về kịch bản Mỹ vỡ nợ. Ông Biden viết trên Twitter vào hôm 11 tháng 5, Đảng viên Cộng hòa MAGA tại Quốc hội đã đưa cho chúng tôi hai lựa chọn, hoặc thông qua cắt giảm lớn khiến hàng triệu người mất khả năng tiếp cận y tế và cắt giảm giáo dục, hoặc vỡ nợ và khiến cho hàng triệu người mất việc dẫn đến suy thoái. Trong khi đó, lập trường của cựu Tổng thống Donald Trump cũng không được đánh giá cao. Tại buổi tiếp xúc cử tri của CNN vào hôm 10 tháng 5, ông Trump dường như ủng hộ kịch bản vỡ nợ nếu Đảng Cộng hòa không đạt được thỏa thuận. Cựu Tổng thống Mỹ nói, tôi nói với các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa rằng nếu Đảng Dân chủ không cắt giảm mạnh chi tiêu, các ông bà nên cho vỡ nợ. Theo ông Trump, nếu Đảng Cộng hòa giữ lập trường nói rằng muốn cắt giảm chi tiêu 5.000 tỷ USD, Đảng Dân chủ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Với ông Trump, các vấn đề về chính trị lúc này có thể mang tính cá nhân, khi nguy cơ vỡ nợ có thể giúp ông có thêm cơ hội đánh bại ông Biden nếu cả hai đối đầu thay vì bận tâm, tổn hại chính trị mà Đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể đối mặt nếu vỡ nợ. Wall Street Journal cho biết, các tổng thống khi đương nhiệm mà đối mặt với suy thoái vào nửa sau nhiệm kỳ sẽ rất khó chiến thắng nếu tái tranh cử. Với Đảng Dân Chủ và cá nhân ông Biden, rủi ro kinh tế này là điều họ không thể xem nhẹ, và điều đó được báo hiệu khi Tổng thống Biden vẫn đang bỏ ngỏ khả năng hoãn việc đến Nhật, dự thượng đỉnh G7 để tập trung giải quyết vấn đề trong nước. Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh vỡ nợ, ông Biden sẽ phải nhượng bộ với Chủ tịch McCarthy để nhận đa số phiếu tại Hạ viện. Việc nâng trần nợ là vấn đề chính trị cố hữu và thường thu hút nhiều sự chú ý đặc biệt khi hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa đều có quyền kiểm soát ít nhất một cơ quan quan trọng tại Washington, D.C. Trong 10 lần tăng trần nợ kể từ năm 2011, 7 lần phải có những thỏa hiệp về các chính sách, chủ yếu liên quan đến chi tiêu. Trong khi đó, nếu một đảng kiểm soát cả Quốc hội và Nhà Trắng, về nâng mức trần nợ thường sẽ thông qua mà không gặp nhiều trở ngại. Theo Washington Post, vỡ nợ sẽ là một kịch bản tồi tệ với tất cả chính phủ nào. Mỹ từng đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào năm 2011. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó đã bác bỏ phiếu bác dự luật nâng trần nợ và buộc chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama phải thỏa hiệp với việc cắt giảm mạnh chi tiêu. Vụ việc đã khiến thị trường tài chính hỗn loạn và S&P đã lần đầu hạ bậc tín nhiệm của Mỹ. Tăng trần nợ là công việc diễn ra thường xuyên tại Quốc hội. Từ năm 1960, Quốc hội Mỹ đã 78 lần can thiệp vào việc thay đổi mức nợ. Theo thống kê từ Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ liên bang những năm qua luôn chi nhiều hơn thu, do đó phải vay tiền để bù vào phần thiếu hụt. Điều này khiến chính phủ luôn gần chạm mức trần nợ. Để ngăn tình huống xấu nhất, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ phải sớm đạt thỏa thuận về việc tăng giới hạn nợ. Trong bối cảnh các bên chưa thống nhất về việc nâng trần nợ công, ông Joe Biden có nói, tôi cân nhắc dùng tu chính án 14, nhưng nó có thể vướng phải kiện tụng và trong thời gian đó, nếu không mở rộng trần nợ, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ. Tu chính án 14 quy định tính hợp lệ của khoản nợ công được pháp luật cho phép sẽ không thể bị nghi ngờ. Nếu việc dẫn quy định này, ông Biden có thể tuyên bố giới hạn nợ là vi hiến, từ đó Mỹ có thể vay thêm tiền ngay cả khi mức trần nợ không được nâng lên, theo Washington Post. Rebecca Zietlow, giáo sư tại Đại học Luật Toledo, cho biết đây là lập luận chấp nhận được về mặt hiến pháp và lập luận vững chắc để giải quyết về vấn đề trần nợ. Tuy vậy, vì việc viện dẫn tu chính án 14 cho trường hợp này chưa từng có tiền lệ, nhiều chuyên gia và cố vấn Nhà Trắng lo ngại nó có thể để lại hậu quả pháp lý và kinh tế.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào hôm 7 tháng 5 nói rằng việc dùng tu chính án 14 để vượt qua trần nợ và vay thêm tiền có thể dẫn đến khủng hoảng hiến pháp. Ông Biden nói rằng một khi Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ giải quyết vấn đề nâng trần nợ, ông sẽ xem xét có kế hoạch kích hoạt tu chính án 14 hay không. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Nếu bạn là tổng thống và sử dụng tu chính án 14 trong trường hợp này, tôi nghĩ bạn đã thất bại khi làm việc với hai đảng, cũng như người trong chính nhóm của bạn. Bà Janet Yellen nói, Mỹ có thể vượt trần nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không hành động, khi đó đất nước sẽ vỡ nợ, điều này có thể dẫn đến tăng lãi suất, nguy cơ mất việc làm, thị trường chứng khoán sụt giảm cùng nhiều hậu quả khác. Về mặt kỹ thuật, Mỹ đã chạm trần nợ 31.400 tỷ USD vào hồi tháng 1 năm nay và Bộ Tài chính Mỹ đã buộc phải sử dụng các biện pháp đặc biệt để có thể tiếp tục trang trải cho các hoạt động của chính phủ. Về cơ bản, đây là các biện pháp kế toán giúp chính phủ Mỹ có thể câu giờ trước khi thực sự cạn kiệt nguồn tài chính. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, các biện pháp như vậy sắp sửa không có tác dụng và thời điểm chính phủ liên bang có thể cạn tiền và không thể thanh toán các nghĩa vụ nợ sớm nhất sẽ là ngày 1 tháng 6 tới, mặc dù thời hạn thực tế có thể kéo dài lâu hơn. Trong một tuyên bố, bà Yellen cảnh báo, Quốc hội cần phải giải quyết vấn đề này. Nếu họ không làm điều đó, chúng ta sẽ gặp phải một thảm họa kinh tế và tài chính do chính chúng ta gây ra. Tổng thống và Bộ Tài chính Mỹ không thể thực hiện hành động nào để ngăn chặn thảm họa đó. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED Jerome Powell cũng nhận định, nếu các bên không đạt được giải pháp cho lần khủng hoảng trần nợ này, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chao đảo. Người hưởng các khoản chi trả từ ngân sách liên bang sẽ không còn được nhận tiền, nhiều bộ phận của chính phủ Mỹ sẽ phải ngừng hoạt động và nền kinh tế Mỹ sẽ phải hứng chịu những tổn thất lâu dài. Trong một đánh giá đưa ra vào hồi tháng 3, Moody's Analytics đã cảnh báo rằng một vụ vỡ nợ kéo dài có thể khiến hơn 7 triệu người Mỹ thất nghiệp và khiến quá trình suy thoái kinh tế diễn ra nhanh hơn. Chuyên gia kinh tế trưởng Mark Zandi tại Moody's Analytics lo ngại, chúng ta cần chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị này càng sớm càng tốt, nếu không, nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Trong một báo cáo mới công bố, Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cũng đã chỉ ra những tác động tiêu cực mà nền kinh tế Mỹ sẽ phải gánh chịu trong trường hợp tránh được vỡ nợ ngắn hạn và vỡ nợ kéo dài. Trong tình huống xấu nhất là vỡ nợ kéo dài, các chuyên gia kinh tế của Nhà Trắng cho biết khoảng 8,3 triệu người sẽ mất việc, GDP giảm 6,1 điểm phần trăm và thị trường chứng khoán bốc hơi gần một nửa giá trị. Tỷ lệ thất nghiệp trong trường hợp này sẽ tăng tới 5 điểm phần trăm. Báo cáo cũng nhấn mạnh kịch bản vỡ nợ kéo dài sẽ khiến Mỹ rơi vào tình trạng bế tắc suốt 3 tháng. Đối với trường hợp vỡ nợ ngắn hạn, nền kinh tế sẽ mất khoảng nửa triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 0,3 điểm phần trăm và GDP suy giảm 0,6 điểm phần trăm. Thậm chí, ngay cả khi Mỹ không chịu cảnh vỡ nợ, Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng vẫn dự báo rằng sẽ có khoảng 200.000 người bị mất việc làm, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1 điểm phần trăm và GDP trong năm suy giảm 0,3 điểm phần trăm. Với nhiều chuyên gia, đây mới chỉ là những tác động trong ngắn hạn. Với việc đánh đổi giữa cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ, còn có thể mở ra khoảng thời gian nhiều năm thắt chặt ngân sách với những tác động lâu dài. Theo chuyên gia Josh Byron, tiêu chí của chính phủ thường tăng sau suy thoái, nhưng chỉ tiêu bình quân đầu người của chính phủ Liên bang Mỹ trên thực tế đã giảm sau cuộc khủng hoảng trần nợ năm 2011, dẫn tới sự phục hồi chậm hơn của nền kinh tế và thị trường lao động. Về lý thuyết, việc nước Mỹ vỡ nợ, dù là vỡ nợ kỹ thuật hay vỡ nợ thực sự, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nước Mỹ mà còn tác động tới cả nền kinh tế toàn cầu. Mỹ hiện đang là nền kinh tế lớn nhất thế giới và hơn một nửa số dự trữ ngoại tệ của thế giới là đồng đô la Mỹ. Do vậy, bất kỳ tác động nào đến niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, cho dù do vỡ nợ hay mất ổn định, rơi vào suy thoái, đều có thể khiến các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu của chính phủ Mỹ, dẫn tới sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Đối với giới đầu tư và các nước đang nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn, việc chính phủ Mỹ vỡ nợ sẽ khiến các trái phiếu này mất giá nghiêm trọng, kéo theo giá trị tài sản mà các bên nắm giữ thông qua trái phiếu Mỹ cũng giảm theo. Ngoài ra, số tiền phải trả cho bảo hiểm vỡ nợ trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn sẽ gia tăng mạnh. Tuy vậy, nhiều ý kiến trong giới kinh tế cũng cho rằng, mặc dù nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ là có, nhưng khả năng này không cao bởi việc nâng trần nợ là một thủ tục mà Quốc hội Mỹ đã tiến hành thường xuyên. Giáo sư John Calusio tại Đại học Surrey, Anh nhận định, việc vỡ nợ sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, nên nhiều khả năng phe Cộng hòa cuối cùng sẽ chấp nhận việc nâng trần nợ.
Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo, cuộc khủng hoảng này sẽ làm suy yếu đáng kể vị trí của Tổng thống Biden, người nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận một số nhượng bộ đối với đảng Cộng hòa. Điều này sẽ làm gia tăng thêm sự không chắc chắn cho tình hình kinh tế toàn cầu vốn đã nhiều bất ổn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!